Các bạn ạ, phụ nữ luôn là một thế giới bí ẩn mà đàn ông mãi mãi không thể khám phá ra hết được. Bởi vì có rất nhiều chuyện người ta không thể hỏi trực tiếp người phụ nữ của mình được. Thay vào đó thì họ đành phải lên mạng đặt câu hỏi. Và có những câu hỏi tưởng chừng rất kỳ cục nhưng mà cũng rất khó trả lời. Chẳng hạn như câu hỏi cách nhận biết phụ nữ vừa quan hệ xong Thực tế nếu mà tinh tế một chút thì người đàn ông có thể đánh giá qua quan sát. Chẳng hạn như là khi mới quan hệ xong thì người phụ nữ thường tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Đó gọi là pheromones. Đây là một loại hương có thể kích thích nam giới mạnh mẽ và giúp phụ nữ cảm thấy sảng khoái hơn. Tất nhiên cái mùi hương này phải thật là tinh tế mới nhận ra đặc điểm mà về bên ngoài khác đó là người phụ nữ sau khi quan hệ thì thần thái tươi tắn, tâm trạng vui vẻ. Bởi vì là khi đã thỏa mãn và đặc biệt là khi lên đỉnh thì não bộ sẽ tiết ra hormone gọi là endorphin và serotonin. Đây là hormone hạnh phúc. Các hormone này sẽ giúp tâm trạng phụ nữ vui vẻ, thần thái tươi tắn khác biệt. Một số đặc điểm khác có thể phát hiện ra bằng mắt thường đó là da mặt hồng hào này cảm giác là phụ nữ đói này khát sau khi quan hệ và đặc biệt là dáng đi thay đổi bởi vì sau khi trải qua cuộc yêu mãnh liệt thì vùng kín của phụ nữ bị sưng và rất khó đi bằng cách khép hai chân nếu mà quan sát kỹ có thể thấy có dáng đi khác so với bình thường như dáng đi hai hàng đi bước dài hoặc ngắn hơn vùng xương chậu lắc mạnh, vân vân. Phụ nữ sau khi quan hệ xong thì cũng cảm giác là buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Một vài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng là cơ thể phụ nữ sau khi đạt được cảm giác cực khoái sẽ tăng tiết hormone prolactin lên đến 30% và tình trạng này sẽ tiếp tục lặp lại vào buổi chiều của ngày hôm sau. Phụ nữ sau khi quan hệ xong thì cũng tìm lý do để từ chối quan hệ tiếp. Bởi vì là sau khi thỏa mãn được ham muốn tình dục thì khoảng 6 giờ tiếp theo nhu cầu tình dục của chị em sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Đồng thời, việc trải qua quá trình vận động mạnh như vậy sẽ khiến rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tuy nhiên, mình phải khẳng định rằng cách nhận biết phụ nữ vừa quan hệ xong thông qua cảm xúc, dáng đi, ngoại hình và tâm lý thường không chính xác 100% chỉ có kiểm tra trực tiếp thì mới chính xác 100%. Kiểm tra ở đây chính là kiểm tra âm đạo. Âm đạo phụ nữ sau khi quan hệ đỏ và sưng hơn bình thường. Và kiểm tra thứ hai đấy là quần lót, sau khi quan hệ âm đạo của phụ nữ thường tiết ra rất nhiều chất nhầy và bám vào quần lót. Nếu có vệ sinh sạch sẽ sau khi quan hệ thì âm đạo vẫn tiếp tục tiết ra dịch nhầy với lượng vừa đủ để làm ướt quần lót để lâu dịch này sẽ khô và để lại dấu vết trên quần. Nhưng mình không nghĩ rằng cái việc kiểm tra này là khả thi bởi vì đây là hành vi chắc chắn phải ép buộc người phụ nữ. Có nghĩa là hành vi xâm phạm thân thể người khác. Mình nghĩ rằng một người đàn ông khi đã phải tìm kiếm câu trả lời cách nhận biết phụ nữ vừa quan hệ xong thì có nghĩa là anh ta đang nghi ngờ người vợ hoặc người yêu của mình không trung thủy. Trong tình huống này, theo mình, người đàn ông nên thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình với cô ấy. Đồng thời cũng hãy tự xem xét lại tình cảm của mình với ngày đó. Trả lời câu hỏi là mình có nên tiếp tục tình cảm nữa hay không? Hay là chấm dứt từ đây? Nếu tiếp tục thì mình cần phải làm gì? Mình cần ở cô ấy những gì? Như thế sẽ tốt hơn đi tìm bằng chứng người phụ nữ sau khi quan hệ xong thì có những biểu hiện gì